Ngôn Thừa Húc còn có tên tiếng Anh là Jerry Yan, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1977, là một diễn viên người Đài Loan, thành viên nhóm F4, anh có tên khai sinh là Liêu Dương Trấn, nhờ vai diễn Đạo Minh tự trong phim truyền hình Đài Loan Vườn Sao Băng và phần tiếp theo Vườn Sao Băng 2 Ngôn thừa húc đã vang danh tại châu Á, sau khi loạt phim khép lại, anh cùng với những thành viên khác của F4, Châu Du Dân, Vít Châu, Ngô Kiến Hào, Van Nessu, Chu Hiếu Thiên, Ken Chu tiếp tục biểu diễn cùng nhau và cho ra đời ba album phòng thu khi không ở trong F4, anh cũng như các thành viên khác có sự nghiệp solo khá thành công với cả hai vai trò diễn viên và ca sĩ năm 2006. Anh đóng vai bác sĩ Su Y Hoa trong bộ phim truyền hình được đánh giá cao của Đài Loan Bạch Sắc Cự. Tháp Ngôn Thừa Húc tiếp tục diễn xuất trong nhiều phim truyền hình khác như Hot Shot 2008 cùng. Với ngô tôn của Phi Luân Hải và phim Chỉ Muốn Dựa Vào Em, 2010, với Trần Gia Hoa của s e 5, 2004, Ngôn Thừa Húc phát hành đĩa nhạc đầu tay mang tên Jerry For You, bài hát 1 mét, được xếp thứ 86 trong Hit FM Annual Top 100 Single Chất của Hit FM Đài Loan năm 2004, đĩa nhạc này được Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế chi nhánh Hồng Kông đánh giá là một trong 10 đĩa. Nhạc tiếng phổ thông bán chạy nhất của năm tại IFPI Hong Kong Album Sale Award năm 2004.